Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Nhắc đến các tiểu hoa đán nổi bật nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay thì không thể không nhắc đến ba cái tên, đó chính là Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và Địch Lệ Nhật Ba. Và mặc dù bình chọn tiểu hoa đán này được thực hiện ở các thời điểm khác nhau, tuy nhiên thì cư dân mạng thường lấy ba mỹ nhân này xếp chung với nhau để so sánh trong mọi hoàn cảnh. Và mới đây thì CNET còn so sánh ảnh fan chụp bằng camera thường của các mỹ nhân này để xem nhan sắc của ai nhỉnh hơn ai. Thứ nhất, Triệu Lệ Dĩnh. Nguồn cơn của cuộc bình chọn này xuất phát từ các bức ảnh mới nhất đang gây bão của bà xã Phùng Thiệu Phong. Nữ diễn viên sau một thời gian sinh con đã đang trở về với công việc của mình. Và qua những bức ảnh do fan vô tình bắt gặp ngoài phố, có thể thấy được bà mẹ một con này đã thực sự lấy lại được vóc dáng mảnh khảnh cùng nhan sắc ngày càng xinh đẹp bất chấp hình chưa qua chỉnh sửa. Thứ hai, Dương Mịch. Là nữ minh tinh không chỉ hàng đầu Trung Quốc mà còn là của châu Á, Dương Mịch luôn được theo dõi, thậm chí là bị săm soi ở từng nhất cử nhất động. Ngoài việc được yêu thích và ca ngợi về nhan sắc mỹ miều, vợ cũ của Lưu Khải Uy vẫn thường bị anti-fan tìm cách bắt thóp những khoảnh khắc kém sắc. Nhưng với loạt ảnh chụp vội dưới đây có thể thấy điều này quả không dễ dàng gì khi sắc vóc của Dương Mịch dường như vẫn bất chấp tất cả. Thứ ba, Địch Lệ Nhật Ba. Mỹ nhân Tân Cương sở hữu gương mặt hoàn hảo là điều không ai có thể bàn cãi. Hình ảnh của Nhật Ba trên mọi khung hình từ trước đến nay đều vô cùng lung linh và làm say đắm lòng người. Không những thế, nàng phượng cửu của Tam Sinh Tam Thế cũng không hề ngán bất cứ một khoảnh khắc chụp vội hay chụp bằng bất cứ thể loại máy nào. Vì nhan sắc này quả thực không phải dạng vừa để có thể bị dìm hàng. Chuyển sang một thông tin khác. Vào khuya ngày 5 tháng 9 vừa qua thì cộng đồng fan Hoa ngữ được một fan sôi sục khi mà phía Trịnh Sảng đã follow tài khoản của Dương Dương và ngay lập tức thì nó đã leo lên top tìm kiếm tại Trung Quốc. Cụ thể, một trang blog của Weibo đã soi ra phía Trịnh Sảng đã ấn theo dõi tài khoản của nam diễn viên Dương Dương. Đặc biệt, bài viết còn đưa ra phỏng đoán rằng rất có thể cả hai đang manh nha tái hợp trong một dự án phim nào đó. Trang blog đưa tin, phòng làm việc của Trịnh Sảng đã chú ý đến Dương Dương. Trước đó đã có tin Dương Dương và Trịnh Sảng hợp tác ở phim mới, giờ đã sắp thành sự thật rồi. Các fan Hoa ngữ trái lại không hào hứng về tin tức này cho lắm. Một số cho rằng đây chỉ là động thái bình thường giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ. Nhiều ý kiến khác lại không muốn cả hai có dính líu quá nhiều đến nhau. Cũng dễ hiểu thôi vì vào năm 2016 thì Trịnh Sảng và Dương Dương đã nên duyên qua bộ phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Từ đó thì cặp đôi này cũng đã được fan đẩy thuyền nhiệt liệt. Thế nhưng trải qua nhiều năm thì cả hai cũng có con đường riêng của mình. Cộng thêm việc Trịnh Sảng liên tục dính phải lùm xùm chuyện riêng tư nên một bộ phận fan của đại thần Dương Dương không hy vọng thần tượng qua lại với bạn diễn cũ. Còn hiện tại thì fan Việt cũng đang rất sung sức để hóng diễn biến kế tiếp của cặp đôi Dương Dương và Trịnh Sảng. Bên cạnh những ý kiến không hay về nữ diễn viên thì cũng có một số fan lâu năm của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bảo vệ cặp đôi, cho rằng đây là hành động bình thường giữa đồng nghiệp với nhau. Hiện tại thì Trịnh Sảng vẫn còn một số phim nằm kho chờ ra mắt, gần nhất sẽ là Tuyệt Mật Giả hợp tác cùng Đồng Đại Vĩ. Mặt khác thì Dương Dương lại đang dục dịch chuẩn bị khai trương dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, dự kiến đóng cặp với Địch Lệ Nhật Ba. Vì vậy vẫn chưa có gì chắc chắn về màn tái hợp sau 4 năm của hai nam nữ diễn viên này. Mọi diễn biến tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất. Vậy còn đối với bạn thì bạn có mong đợi vào sự hợp tác này hay không? Và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Chúng mình là Top Sao Hoa và đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.